bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời bạn lắng nghe truyện dài Quán gò đi lên. Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đơn vị cấp phép xuất bản Nhà xuất bản trẻ giọng đọc ca nguyễn quán đo đo nằm kế chợ tân định bề ngang bốn m bề sâu 16 sáu m ngăn làm ba ngoài cùng là nơi bày bán đằng sâu vách ngăn là bếp tích phía trong là phòng tắm và nhà vệ sinh gần bếp lò có một cái cầu thang gỗ dẫn lên căn gác lửng chỗ ngủ của đám con gái, cũng là nơi treo móc đủ thứ áo quần, đồng thời là nhà kho chứa đủ thứ lụng phụng như sợi cao lầu, bánh tráng, tương ớt, các loại bánh ngọt. Đằng trước quán là khoảnh hiên xi măng giỏ. Buổi sáng ông bán thịt bày gánh bán thịt, bà bán rau trải đi lông bán rau, chị bán thuốc đẩy xe ra bán thuốc. Đến trưa, khi ông bán thịt dẹp gánh. Bà bán trao cuộn tấm đi lông. Chị bán thuốc, đẩy xe lại chỗ gốc cây gần đó tránh nắng. Và khách ăn bắt đầu lục tục vô quán. Thì khoảnh sân nhỏ đó, đích thị là gian sơn của thằng cải. Nhét một đống thẻ, có buộc dây thun trong túi quận. Nó bắt cái kế ngồi tréo mẩy ngó ra. Oai khủng khiếp. Hệ có khách đung đầu xe vô, là nó lật đật đứng lên nhanh nhẹn đón lấy tay lái, dẫn xe dùm khách, rồi chìa tấm thẻ ra. Nó là xếp bãi giữ xe. Cải là một trong những thành viên của quán từ những ngày đầu. Quán ở quận nhất, nhưng cô Thanh chủ quán lại ở quận 5. Mà thằng Cải cũng ở quận 5, chung chảy nhà tập thể với cô Thanh. Cô Thanh ở tầng 1, mẹ con thằng Cải ở tầng trệt vì vậy mà quen nhau từ thời cố hỷ. Mẹ con thằng cải là người Quảng Đông, xưa nay vẫn bán hủ tiếu ngay đầu hẻm. Sáng đẩy xe ra, tối đẩy xe vào. Mẹ nấu, con bưng. Kể ra có đến chục năm trời. Dần dần xảy ra tình trạng con vẫn thừa sức bưng, nhưng mẹ đã không còn sức nấu. Tới một ngày, mẹ thằng cải quại tay ra sâu lưng, đấm bình bịch và buồn trầu kêu nó tắt bếp, dẹp đồi, đẩy xe vô nhà. Quán hủ tiếu dẹp tiệm từ đó. Cũng từ ngày đó, cải cho quán đo đo. Quán đo đo những ngày đầu không chỉ có cải. Hôm khai trương còn có con kim. Con kim trước đây là lính của cô Thanh. Lúc áo gió buông sang Nga còn thịnh. Đến thời buôn bán sập sệ cô Thanh bỏ về nhà nằm. Con Kim đi bán phân u trê, quấy quá một thời gian, rồi cũng kiếm chỗ nằm, nghiền ngẫm đổi buồn thất nghiệp. Vì vậy khi cô Thanh mở quán, ới một tiếng là con Kim tót ra ngay. Cũng như cái, Kim là người Hoa, chỉ khác một chi tiết, thằng cái Quảng Đông, còn con Kim Quảng Tây. Chuyện trớ trêu cũng từ đó mà ra quán đò đo treo tấm bảng đằng trước ghi hàng chữ to đùng chuyên bán các món ăn xứ quảng quảng đây tức là quảng nam các món ăn ở đây dĩ nhiên cũng là các món quảng nam mì quảng cao lụ bánh bèo bánh đập khách xứ quảng đều là dân lưu lạc thấy có cái quán quê hương ngay giữa sài gòn thì xúc động lắm đang chạy ngang khách bóp thắng nghe cái trét vừa dừng xe, thấy thằng cải nhiệt tình chạy ra dựng xe giúp, khách càng hài lòng. Khách vỗ vai cải tỏ thân thiện. Cháu người quản hả? Dạ. Cải lễ phép. Khách nhíu mày. Người quản sao nói cái giọng đi, nghe là hoắc à? Dạ. Lông mày khách chợt giãn ra. À, chắc cháu vô đây lâu rồi. Dạ khách phổ phải cãi thêm cái nữa vậy hồi trước cháu ở huyện nào cãi liếm bôi cháu sinh ở đây từ nhỏ thế ba mẹ cháu trước đây ba mẹ cháu sống ở đâu cãi thật thà dạ ở bên tàu khách ngạc nhiên ba mẹ cháu qua bển chi vậy dạ có qua lại gì đâu ba mẹ cháu là người tàu mà mắt khách càng trố ra. Người Tàu, sau khi nãy cháu bảo cháu là người Quảng. Dạ, Quảng là Quảng Đông đó chú. Cái cái đầu ấp úng, cảm thấy mình có lỗi vì làm khách hụt hẫng. Khách hụt hẫng thiệt, chân bước vô quán đã bước về hăng hái. Khách buông phịch người xuống ghế, cầm thực đơn lên, ghé mắt một hồi rồi đặt xuống. Món ăn thì đúng rồi, toàn món Quảng Nam, nhưng còn người Quảng Nam, họ ở đâu trong cái quán này? Khách ngõ vô trong gọi lớn. Chủ quán đâu? Cô Thanh đi chợ, nên con Lan bán đồ khô, vội vàng chạy ra. Dạ, cô con đi vắng ạ. Cái giọng nam bộ đặc sệt của con Lan làm khách nhăn hí. Mi là người nam hả? Dạ, con là người Bến Tre. Thế chủ mi người ở đâu? Dạ, người Củ Chi ạ. À? Khách thấy đầu mình ông ông. Lạ quá hè, quán bán các món xứ quảng mà không có ai người quản. Còn làng lão táo chỉ tra sân. Anh kia là người quản đó chú. Khách liếc xéo thằng cái. Thằng đớ Quảng Đông nói làm chi? Còn làng díu mày ngoảnh đầu vô trong. Nhát thấy con kim nó mừng như bắt được vàng. À, con quên, nghe nói chị kia cũng là người quản. Rồi nó trối trích gọi. Chị Kim, ra đây, có chú này muốn hỏi chuyện chị nè. Con Kim hấp tấp chạy ra, chưa kịp mở miệng, khách đã hỏi ngay. Cháu là người quán đông hả? Con Kim không biết khách cà khịa, vui vẻ đáp. Dạ không ạ. À. Khách hơi mừng mừng, mi uống nước máy sài gòn nhiều quá giọng mi mất gốc rồi nhưng dù sao mi cũng là con cháu quảng nam dạ cháu không phải người quảng nam con kim khờ khảo đến chính cháu là người quảng tây ạ à? khách hoàn toàn không chờ đợi một sự thật phủ phàng như thế con kim vừa nói xong khách ngã bật ra sau may mà có cái lưng ghế giữ lại nếu không khách đã lăn quay ra đất Bữa đó, khách kêu một tô mì quảng. Ăn nửa tô, buồn tình bỏ mứa nửa tô. Cô Thanh đi chợ về. Tra sâu bếp, thấy đống chén trong thau Có một tô mì ăn dở, liền nói với con lệ. Con đem đếm lại nội dương coi có vấn đề gì không? Sao khách chừa hết lại như vậy? Không phải tại mì chở đâu cô ơi. Con lệ phân bua. Con nghe con Kim nói có ông khách Quảng Nam vô ngồi, hỏi lòng phòng cá buổi. Thấy trong quán không có ai là người đồng hương, ông sầu đời bỏ về sớm đó cô. Nghe con lễ tượng thuật lại, cô Thanh thiếu điệu tế xỉu. Hóa ra chuyện buôn bán cũng phức tạp khớm. Khách đến ăn mà cũng quan tâm đến chuyện nhân sự, y như cán bộ tổ chức. thì khó khăn cho cô quá. Cô Thanh ngẫm nghĩ một hồi, rồi thở đánh thượng. Mấy đứa đừng lo Chuyện đó để cô tính Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store Tìm V O I Z Và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung Chất lượng cao có bản quyền nhé